Chúng ta cần đàm phán lại. Căn nhà này anh cũng bày ra chuyện đầm tôm để lừa tôi thế chấp sổ đỏ đúng không? Cô vợ của tôi ngày càng thông minh này. Cho dù anh cướp trắng căn nhà này, cướp Lan Hà và tìm đủ mọi cách để đẩy bố tôi vào tù, thì tôi cũng hiểu, tôi không thể đấu lại được anh. Nên tôi muốn trao đổi. Tôi đồng ý ly hôn, chấp nhận tất cả. Đổi lại, anh cứu bố tôi, giúp bố tôi được không? Có vẻ như là cô đánh giá tôi hơi cao thì phải. Tội là do bố cô gây ra. Tôi chỉ có công tìm. Chẳng phải cô cũng nói ở đời này còn có pháp luật còn gì. Vậy cứ để mọi chuyện cho pháp luật xử lý. Nhưng thú thật là tôi bất ngờ đấy. Đàm phán nào. Không phải anh cũng muốn ly hôn à? Anh không muốn danh chính ngôn thuận với nhân tình của anh, con trai anh. Hay là anh muốn tôi kiện các người vì vi phạm luật hôn nhân gia đình? Kiện à? Thoải mái. Cô thích thì kiện đi. Kiện cho thiên hạ biết cô đã ngu xuẩn như thế nào. Kiện cho mọi người biết cô và cả ông bố nghiệp quật của cô đáng thương ra sao. Chắc là cũng thành một vụ án ra trò đấy. Nhưng động não chút đi. Bằng chứng đâu? Kiện thằng này mà dễ à? Ký đi rồi biến khỏi cuộc đời tôi. Những gì anh muốn sẽ không bao giờ có được. Tôi không ký để xem cô nhân tình của anh mặt dày đến đâu. Khỉ Hạ. Mẹ, sao mẹ ra đây? Hạ ơi, nghe mẹ nói nhờ con. Bà biết hết tất cả kế hoạch của anh ta đúng không? Mẹ, nghe mẹ giải thích nhờ con. Mẹ, đừng có tốn thời gian với cô ta nữa. Nhiên mới là con dâu của mẹ, Ngôn mới là cháu trai của mẹ. Mẹ không hiểu gì à? Đừng mà. Thật ra từ lúc đầu tôi đã từng coi bà như mẹ ruột của mình. Tại sao bà có thể đẻ ra một thằng con khốn nạn như thế? Ơi. Bà không dạy được nó à? Im mồm! Trời ơi, mày làm cái gì vậy? Nếu như ông trời có mắt, rồi sẽ có một ngày anh phải chịu tất cả những đau đớn mà ngày hôm nay tôi đã chịu. Đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu gì. Cô bị như thế này mới là ông trời có mắt, mới là nhân quả, cô hiểu chưa? Cô biết vì sao không? Con. Vì cô có một người cha quá khốn nạn. Cô vẫn chưa hiểu à? Hả? Thôi mà con, mẹ dân con đó mà. Hà ơi, từ đầu phải vậy đâu, nghe mẹ nói nè con. Tụi con nghe lời mẹ. Hà ơi, mẹ xin con, nghe mẹ giải thích nè ơi. Trạm cứu hộ trái tim hôm nay
muốn tâm tình với bạn một câu chuyện cũ. Ông trời đã bù đắp cho em một người chồng tuyệt vời và một người mẹ chồng tốt bụng luôn yêu thương em. Anh không tuyệt vời đến thế đâu. Biết đâu có một ngày. Ê bạn, có cần phải nhìn vợ người khác như thế không? Anh bám theo tôi đến tận đây đấy à? Ngày xưa anh chưa từng theo đuổi em, bây giờ cũng vậy. Con trai của cô đấy à? Bố đứa trẻ, liệu tôi có biết không nhỉ? Vậy là cô cài người theo dõi tôi đây. Có còn việc nào tồi tệ hơn mà cô chưa làm với tôi không? Anh lo vì anh ta sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Giống mẹ cái gì không giống, lại giống đúng cái tính dại trai. Con nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn chọn cách là tin tưởng chồng con. Anh chỉ sợ đến lúc đấy em lại thất vọng vì anh thì sao? Tôi cũng đang cần gặp anh. Chúng ta cần đàm phán lại. Căn nhà này anh cũng bày ra chuyện đầm tôm để lừa tôi thế chấp sổ đỏ đúng không? Wow. Cô vợ của tôi ngày càng thông minh này. Cho dù anh cướp trắng căn nhà này, cướp Lan Hà và tìm đủ mọi cách để đẩy bố tôi vào tù, thì tôi cũng hiểu, tôi không thể đấu lại được anh. Nên tôi muốn trao đổi. Tôi đồng ý ly hôn, chấp nhận tất cả. Đổi lại, anh cứu bố tôi, giúp bố tôi được không? Qua bên đó sống á? Ừ. Anh cho chuyển hết đồ cô ta đi rồi. Anh cứ bình tĩnh đã. Anh và cô ta chưa ly hôn. Giờ em đưa bé Gôn sang đó là chung sống bất hợp pháp đấy. Tội gì phải tạo ra cái đuôi để cho người ta nắm làm gì? Anh chỉ muốn giày vò và hành hạ cô ta. Với chẳng phải hồi trước em nói là muốn có một ngày đưa Gôn qua đỡ ở với anh còn gì? Thì con người mỗi lúc một khác mà. Tự nhiên giờ em lại nghĩ, nếu đến ở một căn nhà mà có hình bóng của người khác quá đậm nét, em lại thấy không thoải mái. Con Hà với lại mẹ chưa từng mãi mãi nghi ngờ con giả dối gì hết. Và mẹ cũng không bao giờ tin hai đứa sống với nhau như vậy mà con không dành cho nó một chút tình cảm nào. Nghĩa à, Nghĩa, nó lương thiện, nó tốt đẹp, nó yêu thương con như vậy mà tại sao con đối xử với nó tệ như vậy lắm có được. Mẹ à, mẹ đừng nói những điều nhảm nhí đó nữa đi ạ. Tất cả những gì mẹ nhìn thấy, mẹ cho là thật, chỉ là kế hoạch của con thôi ạ. Ở đời này có vay có trả, con chỉ đang lấy lại những gì mà người ta nợ mình thôi ạ. Thôi thôi, con mẹ xin con, mẹ xin con. Nếu mà nói dại nghe, con mà dồn nó đến đường cùng, nó làm chuyện gì, lỡ mà xảy ra rồi mẹ hối hận cả đời nữa, không được đâu con ơi, mẹ xin con đó.